phần diễn nguyện dòng máu đức tin do các nữ tu dòng Thánh Phaolô tại Mỹ Tho thực hiện. Đây dòng máu đức tin. Cộng đoàn kính mến, giờ đây chúng ta cùng ngược dòng thời gian trở về nơi xóm nhỏ Ba Dòng của hơn 100 năm trước để nhìn thấy lại đời sống của con người cùng đức tin cũng như sự hy sinh anh dũng của cha ông ta ngày trước. Theo lời một linh mục kể lại, về phía đông bắc Sài Gòn, trong tỉnh Mỹ Tho, có một cánh đầm lầy khá rộng. Về mùa mưa lớn, cánh đồng ấy biến thành một hồ nước mênh mông. Ở vào cánh đồng ấy, có những đụng cát như tạo bức rào cản không thể vượt qua được. Vượt thời gian, các đụng cát cao dời dời, bên cạnh các dòng tre có ngọn cao, tạo nên dành đai xanh, đó là xóm nhỏ Ba Dòng. Không có gì khác biệt với các xóm làng khác, cũng những túp lều của người dân An Nam lợp tranh lớn bé tùy theo mức sống của người dân ở đó. Giữa xóm có một ngôi nhà lớn với một cây thánh giá nổi bật. Xóm chỉ có thế, không có một du khách nào đặt chân tới đây, mà cũng chẳng có nhà nước nào biết đến xóm nhỏ này. Thế nhưng xóm nhỏ này lại đáng tôn vinh. Chúng ta hãy kính chào đi, vì đây là vùng đất được thấm máu các thánh tự đạo. Xóm nhỏ Ba Dòng thuộc làng Tân Quý Đông, gần chợ Củ Chi. Dân cư không giàu sang, cũng không túng quẫn, hầu như mọi người sống bằng lao động với đôi bàn tay. Thế nhưng họ có một kho báu mà họ coi trọng hơn tất cả những của cải giàu sang, đó là đức tin. Không ai biết xóm đạo thành lập từ bao giờ, nguồn gốc ra sao, lịch sử thế nào. Rất có thể dân cư đã trở lại đạo vào thời xa xưa. Các cụ già đã chỉ cho con cháu những nấm mồ của ba thế hệ đã sống trước họ, mà tất cả đều là người Công giáo. Xa trung tâm lớn lại giáp với đồng lầy, xứ đạo Ba Dòng dường như được hưởng một cảnh thanh tịnh đặc biệt. Thế là cuộc bắt hài đã bùng lên. Trong bao năm tàn sát, cuộc bắt hài đã làm nước An Nam ngập trong máu và đổ nát. Khắp nơi, từ giám mục, linh mục, thầy giảng và các tín đồ nam nữ già trẻ, không ai thoát khỏi cơn cuồng nộ của những kẻ bắt hài. Chẳng bao lâu, các nhà giam đầy các nạn nhân, người người tân tòng chịu muôn vàn cực hình hoặc cuộc sống khốn khổ nơi chốn lưu đày. Tại nhiều nơi, các tín hữu bị dồn vào nhà thờ hay tập trung nơi chợ, người ta chẳng dám chung quanh rồi chất lửa thiêu sống họ. Một vài nơi, người ta trói tất cả mọi người trong gia đình lại rồi ném cả xuống sông. Có nơi, người ta đào một hố lớn để chôn sống nhiều người. Binh lính cầm giáo mát đâm những người tìm cách tháo chạy. Giáo vụ thường tỏ ra can đảm và bền chí một cách đáng khâm phục. Họ tiến tới chịu cực hình mà không ngừng đọc kinh và cả thảy ngợi khen Chúa. Xóm đạo Ba Dòng thời đó do cha Phêrô Lụ là linh mục bản xứ coi sóc, nhờ lòng nhiệt thành và đời sống đạo đức nên được con dân bổn đạo kính trọng và yêu thương. Một ngày kia, cha đi thăm những người trong làng đang bị giam cầm. Khi vừa bước ra khỏi cửa vào cổng thành, bọn lính bắt gặp cha đọc một mảnh giấy cha vừa nhận được. Binh lính hỏi cha có phải là linh mục không. Khi thấy cha nhận mình là linh mục, họ bắt cha và giải trình về quan lớn. Ngày 18 tháng 3 năm 1861, sau khi tuyên xưng đức tin một cách minh bạch, cha Phêrô Lụ bị chém đầu trên quốc lộ cách Mỹ Tho một cây số. Ngày nay, xác cha Lụ được an nghỉ dưới chân bàn thờ chính trong nhà thờ thành phố này. Cái chết anh dũng của cha Phêrô Lụ đã để lại đau xót và tiếc thương vô hạn
cho người dân xứ đạo Ba Dòng, đồng thời củng cố niềm tin yêu mến Chúa và lòng can đảm của họ. Giờ có thằng ba đi chợ mới về hả con? Dạ, sao? Con đi chợ rồi, con ghé ngang luôn. Hồi sáng này nè, con bán giống gì á mà tao thấy có bộ nặng dữ vậy con? Dạ, con bán mới đậu bún á ông Tám. Tao nói trồng đợt này á, có mấy dòng đậu bún thôi hà, mà nó trúng quá trời luôn. Rồi vợ chồng con thì ăn không có hết, cho nên bán bớt để già uổng á ông Tám. À, mà nè, con có mua cho ông Tám gói trà nữa đó. Cảm ơn con. Dạ. Nè con, bộ ở nhà có chuyện gì buồn bực? Sao ta thấy thần sắc của con á không được vui? Con buồn quá ông Tám à. Sao vậy con? Hồi sáng này con ra chợ thì con mới biết cha sở bị chém đầu rồi đó ông Tám. Con không hiểu tại sao họ lại ác với cha vậy hả ông Tám? Cha hiền từ, cha chân hậu, nhưng mà tại sao họ lại đối với cha như vậy hả ông Tám? Chuyện này thì ông cũng đã biết rồi. Thôi đi con, kẻ làm dữ thì sẽ gặp chuyện dữ. Bây giờ cha đã về nơi nước Chúa, an lành bên Chúa, mình còn ở lại là phải cố gắng giữ đạo ở trong tâm. Cha Lượng nói, đạo đã thấm sâu vào trong xương thịt của tôi, làm sao tôi bỏ đạo? Bà con giáo dân mình hãy noi gương cha, giữ lòng với Chúa. Con nhớ chứ? Dạ con nhớ rồi ông Tám à. Nhưng mà con vẫn đau ông Tám à. Con đau lắm ông Tám à. Thôi đi con, con đừng buồn nữa. Chuyện đó rồi mình sẽ giải quyết sao con, đừng có buồn nữa. Dạ con nghe lời ông Tám. Ông Tám ơi, nguy rồi. Chuyện gì vậy chú? Đêm nay người ta sẽ tới bao vây xóm đạo, đốt cháy rồi giết hết những người theo đạo đó. Trời ơi, có thiệt vậy không chú? Tôi nói dối ông làm cái gì? Ông là người thân của gia đình tôi, cho nên tôi muốn báo đáp. Báo cho ông tin này rồi á, tôi cũng sẽ bỏ trốn. Ông nhanh chóng báo cho các giáo dân biết, kẻo không kịp đó. Tôi bỏ đi trước nha. Được rồi. Ông Tám ơi, rồi bây giờ mình phải làm sao hả ông Tám? Ông Tám ơi, lẹ đi ông Tám ơi, tới rồi. Bây giờ con hãy về báo với bà con mình là rời khỏi nơi này ngay. Bây giờ là con đi liền hả ông Tám? Dạ thôi bây giờ để con đi liền nha ông Tám. Để con đi liền. Trời ơi Ông Tám ơi, chuyện này có thiệt không ông Tám? Tôi nghĩ là tên lính này không gạt chúng ta làm gì. Cái quan trọng nhất là bây giờ chúng ta làm sao phải đưa bà con mình thoát khỏi nơi này, chứ không lẽ mình ở đây chịu chết sao? Dạ. Nhưng bây giờ chúng ta phải đi bằng lối nào? Ngoài kia lính canh thì dày đặc, làm sao chúng ta thoát được? Bây giờ chỉ còn một ngã đầm lầy mênh mông, chắc là bọn lính sẽ không canh đâu. Thôi thì bà con mình cứ liều một phen mà đi hướng đó. Trời ơi, biết có vượt qua nổi hay không? Cái đồng lát đó rộng 5-6 dặm, sâu ít nhất là 6-7 tấc nước, lại còn lầy lội nữa, làm sao mà qua cho được? Thôi, bây giờ phải nghe lời cô Sáu thôi, chứ chẳng còn cách nào khác nữa. Cô Sáu nè, bây giờ cô về cô báo lại với bà con, đúng 8 giờ tối nay là thời điểm thuận lợi nhất, không được sớm cũng không được trễ, dễ bị địch phát hiện. Dạ. Và dặn bà con mình là trước giờ lên đường, phải đến ngay Hà Nguyện để mà tập trung ở đó. Cô Sáu nhớ chưa? Dạ, dạ.
Thôi thím ơi nhanh lên, để con thôi không kịp. Họ đã lên đường giữa bầu khí yên lặng. Đám đông gồm đàn ông, đàn bà, trẻ em và các cụ già bước đi một cách khó nhọc. Nước ngập đến thắt lưng, bước sông xuống sình. Con dìu cha, chồng giúp vợ, mẹ dắt con trên vai. Họ cố dắt dìu nhau để tìm lối thoát. Thế nhưng, khốn thay ở chân trời, mặt trăng đã mọc lên quá sớm và dưới sáng tối đồng. Bọn lính phát hiện sự im ắng ở xóm đạo. Họ đoán mọi người đã bỏ trốn, liền giống trống báo động cho ghe thuyền rượt đuổi. Sáng hôm sau, chúng đã bắt được họ, dẫn về chợ Cổ Chi giữa hai hàng lính võ trang gươm giáo. Dạ, bẩm quan. Sao rồi, có bắt được chúng nó không? Chúng con đã cố gắng truy đuổi nhưng chỉ bắt được một số thôi ạ. Đúng là một lũ ăn hại mà. Tại sao? Tại sao họ biết trước mà trốn thoát? Ta sẽ điều tra, phát hiện kẻ nào mà là nổi gián, ta sẽ trừng phạt. Đưa bọn bị bắt vào đây. Hãy dồn lũ đàn bà và trẻ em về một phía. Ta không muốn giết các người. Ta sẽ cho các người một cơ hội để bảo toàn tính mạng. Và đây là một cơ hội cuối cùng. Quân đâu? Dạ, đem Thanh Gia ra đây. Bây giờ các người chỉ cần bước qua Thanh Gia và hô to bỏ đạo thì ta sẽ tha mạng cho trở về với vợ con. Nào, bước qua đi. Không, không bao giờ chúng tôi chà đạp Thánh Giá. Giỏi lắm, to gan lắm. Quân bay chém. Trời ông ơi, trời chém ơi. Trời. Các người đã thấy chưa? Bây giờ một là bước qua Thánh Giá, còn không thì sẽ chịu chung số phận với lũ người kia. Nào bước qua đi. Chúng tôi sẽ chết như họ và gặp họ ở trên trời. Xin quan tha mạng vì họ chỉ là đàn bà và trẻ em. Xin quan tha mạng, họ chỉ là đàn bà và trẻ em. Quân bay. Tại sao hả? Ta nói lại một lần nữa là bây giờ các ngươi. Nhưng mà tại sao tại vì các ngươi dám chống đối lệnh quốc triều đình. Ta nhắc lại một lần nữa. Nào, một là bỏ đạo, hai là chết.
chị ơi đừng cho anh đi. Đúng rồi đó, đúng, bước qua đi. Chị bước ơi, qua đi. Chị ơi. Đó, dễ dàng thôi mà. Trời ơi, chỉ cần bước qua là được an toàn, được trở về với gia đình. Kìa cô gái, bước qua đi. Con ơi, con đẹp quá mà. Con ơi mẹ xin con. Tại sao con phải ơi, chết? Con ơi mẹ xin con. Cứ thế đi. Con ơi, cứ thế đi cô con gái. Ơi, tội lỗi. Con tại ơi mẹ xin con. Bước qua đi. Còn trẻ quá mà. Tại sao phải chết? Bước qua đi. Phải thế chứ. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi làm cái gì vậy? Bọn ngươi muốn chết à? Các chị ơi, các chị ơi, hãy thống hối đi. Các chị ơi, Chúa sẽ rộng lượng mà bao dung cho các chị. Xin Chúa tha tội cho con. Xin Chúa tha tội cho con. Hãy giết chúng tôi đi. Hãy giết chúng tôi đi. Cả chúng tôi nữa, vinh dự cho những người phụ nữ Công giáo. Không được giết hại phụ nữ và trẻ em. Không được giết hại phụ nữ và trẻ em. Không được giết hại phụ nữ và trẻ em. Không, ta không muốn giấy máu của bọn đàn bà và trẻ em. Nếu các ngươi một lòng giữ lấy đạo thì thôi, ta truyền lệnh tất cả các ngươi hãy rút khỏi nơi này. Quân đâu? Tất cả các ngươi phải rút khỏi nơi này. Còn các ngươi thì không được ngược đãi họ. Nếu không thì ta sẽ trừng phạt. Còn những người bị hành hình kia thì hãy đeo ra cánh đồng quan và chôn ở đó. Lui. Lạy Chúa, vinh danh cho Giáo hội Việt Nam, cách riêng là giáo xứ Ba Dòng chúng con. Những nhân chứng anh dũng chấp nhận gian lao và hy sinh cả mạng sống để làm chứng cho niềm tin vào Chúa. Xin hãy làm chứng cho chúng con là con cháu đã được các ngài sinh ra mang dòng máu anh hùng, noi gương các ngài để lại mà sống trung thành, dựng niềm tin vào Chúa. Hãy làm chứng cho tình yêu vào Chúa của chúng con để có một đời sống đạo đức, yêu thương và nhân ái trong cuộc sống này.